Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 8. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 1, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 7, 8, 3, 0, 2, 1, 0, 4, 1, 7, 2. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7871. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52123, 87312, 31236, 06495, 48869, 91420, 73087. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 62856, 31058. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 13475. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06180. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 066469. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 066469.